Sự lười biếng đi kèm với lép lĩnh thông minh cũng mang lại kết quả. Làm việc chăm chỉ theo đuổi mục tiêu của mình, đó sẽ tạo nên thành tựu. Các bạn nghĩ là nhân viên của VinGap có người lười biếng không? Cái ý của nó là nằm giữa những dòng chữ đó, chứ không phải là những dòng chữ đó. Và bởi vì họ lười cho nên họ sẽ tìm cách nhanh nhất để thực hiện thành công cái mục tiêu của họ đặt ra. Cái đó là hiện tượng, đó không phải là cái mình đọc. Bạn có đọc về VinGap không? Thôi em không cần trả lời câu hỏi đấy, đây là nhận xét thôi. Chắc là chưa đọc. Trang đã giúp doanh số quốc tế tăng trưởng 120% trong năm 2020. Con số này chưa phải là một cái con số nó quá lớn trong cái lĩnh vực của mình. Trang nói là chơi mà không học. Xin lỗi, mình nói là làm mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ . Và đừng ngại từ bỏ những cái điều tốt đẹp để đi đến những điều tuyệt vời hơn. Khi làm startup mà thất bại thì người ta sẽ trở thành những triết gia. Hai bạn kiếm tiền để làm gì? Tuần này, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên Văn Hòa, Liêu Luyến. Văn Hòa là một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự, và Liêu Luyến với hơn 8 năm kinh nghiệm về đào tạo trong lĩnh vực bán hàng. Hai ứng viên sẽ cùng bàn luận về cách dùng người của tỷ phú Bill Gates. Với tinh thần quyết liệt, ứng viên nào sẽ vượt qua được vòng đối mặt và chinh phục 6 vị sếp quyền lực? Bên cạnh đó là cặp ứng viên trẻ đầy tiềm năng, Tuấn Sang. Với thành tích là ứng viên hạng A của một tập đoàn cà phê lớn, đối đầu với Bảo Nhi, một cô gái với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Những bạn trẻ thôi thúc để mà kiếm tiền đó, rất đúng. Năng lực thì nó sẽ đi đôi với lại số tiền mà bạn kiếm ra. Mình đồng tình với bạn 7 phần, nhưng 93 phần còn lại thì mình không đồng ý. Bạn đặt một cái hệ quy chiếu lên tất cả mọi người. Bằng sự tự tin, quyết đoán, mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng mình, ứng viên nào sẽ giành được cơ hội cho riêng mình? Tất cả sẽ có trong tập này. Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơ Hội Cho Ai Who Chance mùa thứ 3. Chương trình được gặp gỡ quý vị khán giả vào trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong suốt quá trình lao động và làm việc của mình, đã bao giờ quý vị nghĩ được rằng chúng ta sẽ được gặp những người đứng đầu của một doanh nghiệp hay một tập đoàn lớn? Và đã bao giờ quý vị nghĩ rằng chính những người này sẽ tuyển quý vị vào với những vị trí có thể nói là mơ ước, và hơn hết là những mức lương, những sự đãi ngộ mà chỉ có trong chương trình Cơ Hội Cho Ai mới có? Nếu quý vị chưa làm được điều đó, quý vị đừng buồn, bởi vì ở đâu đó trong chương trình của chúng tôi sẽ có rất nhiều những ứng viên thay quý vị thực hiện ước mơ mà quý vị có thể chưa hoàn thành. Và thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi luôn luôn là một cặp ứng viên. Và hơn nữa, đó chính là sự xuất hiện của 6 nhân vật quan trọng, đó chính là 6 sếp đứng đầu các doanh nghiệp và tập đoàn trong nước. Xin được chào đón. Đối với Bảo Ngọc thì nét văn hóa chính là sáng tạo những giá trị mới trong công việc để nhân viên có thể phát triển trở thành các chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo cấp cao. Có hai yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn một ứng viên: thái độ và tốc độ. Với tôi thì trong công việc thì làm hết sức, và ngoài công việc thì cũng chơi hết mình. Tôi có sở thích đi bộ, làm thơ, đọc sách cũng như là thưởng thức âm nhạc. Thời trang là một yếu tố rất là quan trọng giúp tôi có thể tự tin và tỏa sáng. Thương hiệu thời trang Elise với mục đích làm cho tất cả phụ nữ Việt Nam đều có điều kiện để có thể đẹp hơn, khát khao hướng đến đỉnh cao đẹp đẽ nhất. Lựa chọn ứng viên như thế nào tùy thuộc vào cái cảm xúc khi mà tôi gặp được ứng viên đó. Kiến thức và kinh nghiệm nó phải phù hợp với từng vị trí mà tôi lựa chọn. Cơ hội để các bạn có thể tỏa sáng khi về với đội của tôi đặt cái tiêu chuẩn rất là cao trong thời trang cũng như là trong cuộc sống. Những gì mà người khác làm được thì Lưu Nga phải làm tốt hơn. Chúng tôi đang trải qua quá trình nhấn nút tái tạo. Đó là nơi chúng tôi kết hợp những truyền thống, những sức mạnh của chúng tôi trong 33 năm với những năng lực mới, với sự tưởng tượng để tạo ra được những lời giải mới cho những bài toán mới của thời đại. Khai phóng, giải phóng những năng lực sáng tạo bên trong mỗi con người BNG, và đó là quá trình mà chúng tôi tạo nên những không gian mà nơi đó các nhân viên của BNG bộc phát hết được những cái sự sáng tạo. Chúng tôi nhìn vào trong cái tiềm năng của mỗi ứng viên. Mỗi người trong các bạn đều có một cái chất ngọc riêng, và hãy mạnh dạn thể hiện chất ngọc đó bên trong chính bản thân bạn.
triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DN Food rất đơn giản: mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Cơ hội cho ai, và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DN Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Triết lý kinh doanh của Bean Corporation rất tập trung vào công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Bên cạnh đó, chất lượng là tiên quyết của bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty. Thành công ngày hôm nay là nhờ vào tầm nhìn và sự quản lý của ban lãnh đạo công ty, cũng như tinh thần làm việc hăng say của đội ngũ nhân sự. Lời khuyên của tôi dành cho các ứng viên là khi chúng ta làm việc, chúng ta phải cống hiến cho doanh nghiệp và lấy trải nghiệm cho chính bản thân mình. Các bạn sẽ được nhận lại những cái điều tốt đẹp của nhà tuyển dụng. Chúng ta phải cho đi, chúng ta sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Chúng tôi đặt cho mình một vai trò, một sứ mệnh để là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, thế hệ Z và tất cả các bạn cần phải có 4 phẩm chất. Đấy là tư duy, phản biện, độc lập. Điều thứ hai là phải có khả năng tự học, lifelong learning, học tập suốt đời. Điều thứ ba là các bạn phải có một phong cách sống khác biệt. Và thứ tư, hãy nhớ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để làm việc và ngôn ngữ để sống, không là ngoại ngữ nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi mời quý vị đến với vòng 1 của chương trình được mang tên Đối mặt. Dương Văn Hòa, 29 tuổi, cử nhân quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 6 năm kinh nghiệm về kinh doanh và tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản. Mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân lực. Là người có nhiều trải nghiệm từ học tập đến công việc, luôn tư duy tích cực và tìm kiếm niềm vui và đam mê trong những điều mình làm. Xin chào tất cả các sếp ạ. Em là Dương Hòa, em năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp của em làm trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự. Mình có một điểm mạnh duy nhất, đó là luôn luôn suy nghĩ tích cực và tìm được phương án cho tất cả các vấn đề. Điều đó thì mình nghĩ sẽ rất là phù hợp cho cuộc sống ngày nay cũng như là cái thị trường lao động hiện tại. Có một chút hồi hộp và đặc biệt là rất lo lắng vì lần đầu tiên được nhìn thấy các sếp cũng như là lần đầu tiên được tham gia một chương trình truyền hình. Liêu Luyến, 32 tuổi, cử nhân ngôn ngữ Anh, trường khoa học xã hội và nhân văn, hơn 8 năm làm về đào tạo bán lẻ trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh với vị trí quản lý đào tạo, 2 năm làm về đào tạo trong lĩnh vực sản phẩm giáo dục với vị trí quản lý đào tạo. Năm 2020, thành công trong công việc mở thị trường mới tại Nha Trang và đạt được chỉ tiêu quý với mức duy trì 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4, giúp đội kinh doanh nâng cấp bậc lương cơ bản. Đây là lần đầu tiên mình được lên sóng truyền hình cũng giống như là được giao lưu với mọi người, cho nên là cũng rất là thú vị ạ. Mục tiêu liên đến với chương trình Cơ hội cho ai nhằm để tìm kiếm cơ hội cho bản thân ở một vị trí mới trong công việc. Chúng ta cùng chào đón hai ứng viên của chúng tôi, đó chính là Văn Hòa và Liêu Luyến. Một cái tên mà nghe là chỉ muốn giữ lại thôi, chả muốn chia tay. Dạ. Cái tên này ai đặt cho bạn? Dạ, ba mẹ ạ. Có ý nghĩa là gì, bạn có hỏi không? Đầu tiên thì tại vì em là người Tiều ạ. Họ Liêu là họ gốc, và Luyến là tại vì tình cảm của ba mẹ Lưu Luyến, cho nên là để thành chữ Liêu và Luyến ạ. Liêu Luyến. Vâng ạ. Mà đọc nhanh là thành Liêu Luyến ấy. Thế này là không biết là các sếp có Liêu Luyến hay không đây. Tôi sẽ dành cho các bạn cơ hội để tự giới thiệu về mình, gây ấn tượng với 6 sếp ở đây. Chúng tôi xin được mời bạn Văn Hòa trước. Em chào các sếp ạ. Em là Dương Hòa. Em làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân lực đã được hơn 5 năm. Ngày hôm nay em đến chương trình này để chứng minh rằng cậu bé năm ấy đã quyết định chính xác khi lựa chọn nghề nghiệp này cho chính bản thân mình, cũng như để phát triển bản thân và phát triển chính nghề nghiệp của mình ạ. Dạ, xin chào các sếp. Em tên là Liêu Luyến. Hiện tại thì em đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Và ở ngành hàng tiêu dùng nhanh, cái thắng lợi đầu tiên của em đó chính là trở thành một chuyên viên đào tạo. Và em đã gắn kết được 3 đội ngũ ở các khu vực như Đà Nẵng,
Mekong và Hồ Chí Minh. Dạ, em xin hết ạ. Một chàng trai thì nhiều kinh nghiệm, còn một chàng trai đến đây để khẳng định rằng con đường mình đã chọn là chính xác. Nào, hãy cùng xem thử thách sẽ nói lên năng lực như thế nào của hai chàng trai này. Bạn có đồng tình với quan điểm dùng người của tỷ phú Bill Gates? Tôi luôn chọn những người lười biếng cho những công việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó. Người lấy được que thăm ngắn hơn, người đó sẽ là người phải trình bày trước và sẽ lựa chọn. Và đây, vậy là bạn Hoa sẽ là người đưa ra ý kiến của mình trước. Cảm ơn hai bạn. 90 giây dành cho bạn Hoa, bắt đầu. Dạ, quan điểm của em không đồng tình với điều này. Thứ nhất, em thấy lười biếng chưa bao giờ tạo nên thành tựu. Có lẽ cái ý nghĩa của câu nói này muốn nhắn gửi rằng có thể những người lười biếng đâu đó họ có sự thông minh. Tuy nhiên, với sự trải nghiệm cũng như cái cách em nhìn nhận về năng lực của những người làm việc hiện nay, thì sự chăm chỉ, làm việc chăm chỉ theo đuổi mục tiêu của mình, đó sẽ tạo nên thành tựu. Đó là quan điểm của em ạ. Xin cảm ơn bạn. Như vậy là Hòa không cần tới 90 giây. Và bây giờ sẽ là phần của Lưu Luyến. Em đồng tình với lại cái lập luận của tác giả. Đó là đúng, những người lười biếng họ sẽ có cái sự lém lĩnh. Và bởi vì họ lười cho nên họ sẽ tìm cách nhanh nhất để thực hiện thành công cái mục tiêu của họ đặt ra. Và bên cạnh đó nó chưa có đủ để phát triển họ. Họ cần có một cái người lãnh đạo, một cái người đội trưởng để mà quan sát, hướng dẫn, chỉ dẫn cho họ, chia sẻ cho họ những cái nào là đúng, những cái nào là sai, để họ từ đó được chỉnh sửa, đi vào một cái nề nếp để phát triển tốt hơn. Cho nên sự lười biếng đi kèm với lém lĩnh thông minh cũng mang lại kết quả nếu như cái người chỉ dẫn biết quan tâm và biết hướng dẫn và biết chia sẻ. Cảm ơn bạn. Như vậy là hai bạn đã xong phần đưa ra ý kiến của mình. Bây giờ các bạn sẽ có 90 giây tối đa và một câu hỏi để đưa ra phần phản biện của đối phương. Lưu Luyến sẽ là người hỏi trước. Theo Hòa thì những người lười biếng, cái thông minh của họ đến từ đâu và vì sao họ lại có được cái sự thông minh đó? Em xin trả lời câu hỏi của anh Luyến ạ. Có thể người lười biếng họ có sự thông minh, nhưng cái sự thông minh đó họ tự cảm nhận được và họ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó dễ hơn những người khác vì mình có sự thông minh. Tuy nhiên khi đưa vào thực tế, có thể đâu đó họ sẽ nhận ra những bài học thích đáng cho mình. Đó là lười biếng. Dù thông minh mà bạn lười biếng thì bạn cũng khó có thể làm được điều gì đó tốt và đạt được thành tựu. Em xin hỏi anh Luyến là nếu anh là một người sếp của một người lười biếng, cho là có sự thông minh luôn, thì họ cứ mãi mãi lười biếng như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Nếu như trong trường hợp anh không được lựa chọn và anh phải chọn là giúp họ phát triển hơn, thì chắc chắn là anh sẽ hướng dẫn cho họ, anh sẽ chỉ dẫn cho họ cái cách mà họ nên đi, cái cách mà họ đạt tới cái thành công nhanh nhất. Xuất phát điểm là cái họ có và cái kinh nghiệm của anh, để họ có thể một bức tranh so sánh và kết nối để họ đi lên một cách hoàn hảo nhất. Đó là cách anh làm. Xin cảm ơn hai bạn. Thật ra cái câu mà khi nãy đưa trên màn hình đó, thì cái ý của nó là nằm giữa những dòng chữ đó, chứ không phải là những dòng chữ đó. Những dòng chữ đó chỉ là nghĩa đen, còn cái ý và cái tứ nó nằm giữa hai dòng chữ. Nếu em đọc lại dòng chữ đó lần này lần nữa, em có câu trả lời khác không? Anh muốn nghe. Nếu em trả lời là không, vẫn như cũ, cũng là một câu trả lời. Nếu em thấy một ý tứ khác, em có thể đổi câu trả lời. Em đang hiểu ý tứ của ngài Bill Gates ở đây soi vào cái chính cái cách mà ngài dùng người cho việc khó khăn. Trong kinh doanh hay là bất cứ công việc gì, chúng ta đều gặp trở ngại và mục đích của chúng ta là tìm ra cái cách để giải quyết nó mà nhanh nhất thì là tốt nhất. Các bạn nghĩ là nhân viên của Bill Gates có người lười biếng không? Em không nghĩ nhân viên của Bill Gates có những người lười biếng. Em nghĩ là loài người nào cũng có à. Bạn có đọc về Bill Gates không? Dạ, cá không nhiều đâu ạ. Chắc là chưa đọc. Bill Gates thì hung lắm, nên là mình nghĩ không có ai lười biếng mà làm cho Bill Gates được cả. Chắc chắn là vậy. Và tôi nghĩ là đã đến lúc các sếp đưa ra những sự lựa chọn của mình. Thời gian bắt đầu. Kết quả đã có. Chúng ta sẽ cùng xem 7 phiếu thì tỷ số sẽ thế nào. Chúng ta có 4 phiếu dành cho Lưu Luyến và 3 phiếu dành cho Văn Hòa. Rất sát sao. Và chúng tôi xin tuyên bố phần thắng
Và người đi tiếp vào vòng 2 đó chính là Lưu Luyến. Xin được chúc mừng. Chúng ta sẽ có một người đi tiếp và một người sẽ phải dừng lại. Bạn có tiếc không, Hoàng? Dạ, tất nhiên là em rất là tiếc khi mà em phải dừng lại ở đây ạ. Đến đây thì em rất là thích. Thứ nhất là thích được gặp các sếp. Thứ hai là thích được gặp một người sếp mà em rất là thích nữa. Đó là sếp Năm Tiến ạ. Em thật sự rất là thích anh và hôm nay rất vui vì được gặp anh ở đây ạ. Cảm ơn em. Em rất đáng tiếc là em không đi tiếp. Dạ. Mà anh nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau ở chỗ khác. Như vậy là chúng ta sẽ nói lời chia tay với Văn Hòa đây. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em những điều may mắn và thành công trong chặng đường sắp tới. Bạn đã vượt qua được đối thủ của mình ở một số phiếu khá là xít sao. Nhưng ở chặng đường tiếp theo sẽ là khó khăn cho bạn đấy. Vì sẽ có 3 sếp chưa đánh giá cao bạn. Nên là phần chinh phục bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai được mang tên chinh phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 3. Và đây là vòng thi thứ hai được mang tên chinh phục. Ở vòng này, ứng viên còn lại sẽ đưa ra mức lương kỳ vọng của mình. Bạn sẽ nhập số tiền vào chiếc vali này rồi chúng tôi sẽ gửi về ban tổ chức. Bạn đã sẵn sàng? Đây là mức lương mà ứng viên sẽ gửi về ban tổ chức để đảm bảo tính an toàn, bảo mật, chúng tôi sẽ đóng vali lại. Nhiệm vụ của bạn bây giờ đó chính là bước ra phía kia, chinh phục sự khó tính, khắt khe của các sếp. Và tôi nghĩ rằng các sếp có nhiều việc để nói với bạn đấy. Mời bạn. Vâng. Chưa kịp có một thử thách gì thì chúng ta đã nhận được một đèn đỏ của sếp Nam Tiến. Tôi là người gọi là kiên định. Vâng. Đã lỡ chọn hụt rồi thì thôi. Vâng. Như vậy là chúng ta có thêm một đèn đỏ thứ hai của sếp Dũng. Một đèn vàng cảnh báo của sếp Hùng Anh. Em kể về cái quá trình của em, đúng không? Từ vị trí sale, sau đó bao nhiêu năm em lên cái vị trí cao hơn sup hay là A rồi đến R. Em đã làm gì để em có cái mức độ thăng tiến nhanh như vậy? Dạ, em nghe rõ. Ở vị trí sale, bởi vì em sale cái mặt hàng là sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da và sản phẩm make up, cho nên cái công việc đầu tiên của em là phải học về sản phẩm, học về cái thành tố của sản phẩm và học về kỹ năng sử dụng sản phẩm đúng cách và các bước sử dụng sản phẩm cũng giống như là thao tác. Và bởi vì cái sự nhanh nhẹn cũng giống như là tự tin trên cái thao tác sử dụng sản phẩm kèm theo là luôn luôn hướng dẫn khách hàng mà em có được cái khả năng thu hút khách hàng nhanh gọn lẹ. Trong cái CV của em còn nói đến cái thành quả nổi bật nhất của em trong năm 2020. Dạ. Đó là mở rộng thị trường Nha Trang và đạt chỉ tiêu quý với mức duy trì ở 1.3 tỷ đến 1.4 tỷ. Vâng ạ. Em cho rằng đó là một thành tựu nổi bật à? Dạ vâng ạ, là bởi vì trong 3 tháng đầu tiên ở thị phần Nha Trang, trung tâm của em chỉ có thể đạt từ 400 cho đến 600 triệu. Và tất cả các nhân viên đều là bậc level 0. Và khi em trở về ở tháng thứ 4 thì em đã xây dựng và đúc kết cho các bạn từ những khóa retraining, tức là ôn tập lại cái kiến thức cũng giống như là kỹ năng và quan sát lại cái motif, cái thái độ của các bạn trong cái quá trình hoạt động tại trung tâm của các bạn như thế nào. Và em nghĩ rằng cái con số 1.3 tỷ đó trừ đi cái phần 400 triệu để mà chúng ta khấu trừ cái phần hồi vốn cho khách hàng thì đó là một thành công của em đối với trung tâm của Nha Trang. Chị cho rằng là con số này chưa phải là một cái con số nó quá lớn trong cái lĩnh vực của mình. Vâng. Vậy là đã có thêm một đèn đỏ và có thêm một đèn vàng. Và bây giờ thì một đèn vàng nữa, một đèn đỏ nữa. Chúng ta đã có 4 đèn đỏ. Chúng ta chỉ còn lại 2 đèn vàng. Dạ, tôi hỏi bạn một câu cuối cùng thôi. Tôi nghĩ tôi hỏi một câu cuối cùng trước khi tôi quyết định tôi nhấn thêm một đèn nữa. 4 đèn đỏ, 2 đèn vàng. Dạ. Thì theo bạn, bạn đọc được gì từ tình huống bán hàng này? Đang trong khả năng từ chối của khách hàng cao ạ. Cái đó là hiện tượng, đó không phải là cái mình đọc. Em cần phải làm tốt hơn về dịch vụ và cũng giống như là sự chia sẻ đối với khách hàng về sản phẩm. Cảm ơn em. Wow. Như vậy là chúng ta đã có kết quả là 6 đèn đỏ. Và đây là một điều mà chúng tôi không muốn và không ứng viên nào muốn cả. Nhưng hôm nay có vẻ như không phải là một ngày may mắn của bạn. Dạ. Luyến ơi, anh chỉ muốn share với em chút xíu thôi. Okay. Em đang nhìn những thứ trên bề mặt. Trong khi để làm nghề này thì chúng ta làm sales training, nghĩa chúng ta phải đọc được tình huống.
chúng ta phải đọc được con người. Thì những cái thông tin đó nó có trong những câu hỏi của chị Nga, nó có trong câu hỏi của anh, nhưng mà anh thấy em trả lời không vào câu hỏi của chị Nga, nghĩa là em không bắt được những thông tin đó. Khi anh để đèn vàng, anh đang muốn cứu em, thì em cũng không bắt được cái tín hiệu đó, và như vậy em để cái tín hiệu đó trôi đi. Nên em hãy lưu ý hơn tới những tín hiệu nằm giữa các dòng chữ. Okay. Cảm ơn anh. Chúc em thành công. Dạ, anh sorry, là anh xin lỗi là anh là người bấm đèn đỏ đầu tiên. Dạ. Không phải liên quan đến chuyện là không thích hay không thích, mà vì là anh lỡ chọn bạn kia. Nhưng mà anh nói em một câu thôi, làm người bán hàng hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng để suy nghĩ. Và khi em trả lời câu hỏi cũng vậy, em đừng trả lời theo cái em nghĩ. Em đặt mình, vị thế mình vào người khách hàng, và hãy trả lời đúng cái vấn đề hoặc là họ đã đưa ra. Trước khi chia tay với Lưu Luyến thì chương trình cũng sẽ mở ra mức lương kỳ vọng để các sếp được biết cũng như là các quý vị khán giả được biết. Xin mời. Đó là 35 triệu. Một mức lương không hề thấp một chút nào. Nhưng có vẻ như mức lương này thì em đã chưa thể thuyết phục được các sếp. Yeah. Và mong rằng trong tương lai sẽ có những người, sẽ có những doanh nghiệp, sẽ có những sếp đãi ngộ em với mức lương còn cao hơn như thế. Dạ, vâng. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, em xin cảm ơn. Luyến cảm thấy lúc đầu thì Luyến rất là vui, rất là háo hức bởi vì mình giành được chiến thắng. Nhưng mà Luyến sau đó thì Luyến đã mất bình tĩnh. Nhưng bù lại thì thất bại đã cho Luyến thấy được rằng là Luyến đang yếu ở cái phần nào, và nhờ đó mình có thể nhìn lại để mà cải thiện. Thật ra mà nói thì nếu để 6 đèn đỏ cho một ứng viên thế này thì thật sự là cũng hơi khắt khe. Tôi nhìn thấy là các chị cũng đã cho ứng viên của chúng ta rất là nhiều cơ hội. Chỉ có điều là có thể vì bạn ấy quá căng thẳng mà không thể nghĩ sâu hơn và nghĩ xa hơn ở những câu trả lời của mình. Không sao, chúng ta luôn luôn có những bài học, và lần sau thì em chỉ nhắc là các chị nương tay một tí với các ứng viên ạ. Và chúng tôi muốn quý vị sẽ cùng gặp gỡ ngay với cặp ứng viên tiếp theo. Dương Bảo Nhi, cử nhân chuyên ngành kinh doanh và quản trị, Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên xuất sắc đóng góp hiệu quả trong các công tác đoàn tại đại học. 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông với đa dạng lĩnh vực giáo dục, giải trí, chăm sóc cá nhân, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, làm việc nhóm, phân tích và triển khai kế hoạch. Quan điểm sống tích cực, luôn sáng tạo, sẵn sàng linh hoạt. Xin chào mọi người, mình tên là Dương Bảo Nhi, năm nay mình 25 tuổi. Thật sự là bây giờ mình rất là hồi hộp. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng rất là phấn khích. Mình mong muốn được gặp các sếp để mà có cơ hội được thể hiện tài năng cũng như là điểm mạnh của mình. Bạn đối thủ ơi, hãy chờ mình nha. Trần Tuấn Sang, 25 tuổi, cử nhân chuyên ngành quản trị marketing, trường Đại học Tài chính Marketing, hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing thị trường trong nước và quốc tế, dịch vụ và ngành tiêu dùng nhanh, nhân viên hạng A năm 2020 tại tập đoàn cà phê lớn nhất Việt Nam, chứng chỉ thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA, ngành xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường của Microsoft cấp bởi tổ chức The Forage, tác giả của nhiều bài viết kinh doanh và đạt giải thưởng triết học tuổi trẻ năm 2018, có kinh nghiệm khởi nghiệp ngành hàng điện gia dụng. Chào mọi người, mình tên là Trần Tuấn Sang, năm nay mình 25 tuổi. Thật ra là vô cùng hồi hộp luôn. Bình thường khi mình làm việc với các sếp tổng tại công ty thì cảm giác rất là áp lực rồi. Hôm nay mình phải gặp đến 6 sếp tổng thì cái cảm giác đó giống như là nhân lên gấp 6 lần. Hôm nay thắng làm vua, thua thì mình về truyền cảm hứng. Chúng ta cùng chào đón cặp ứng viên Bảo Nhi và Tuấn Sang. Hai bạn ấy đều bằng tuổi nhau, 25 tuổi, và có thông tin, có profile khá là bắt tai. Còn bây giờ tôi muốn các bạn sẽ có 30 giây để nói kỹ hơn cũng như những thông tin mà các bạn muốn nhấn mạnh để các sếp có ấn tượng với mình. Ưu tiên cho bạn là nữ trước ạ, Bảo Nhi. Xin chào các sếp, em tên là Dương Bảo Nhi. Em đã có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và phát triển thương hiệu. Em là một người năng động và linh động trong công ty, cũng như sáng tạo và luôn luôn thực hiện điều đó. Đến với chương trình, em mong muốn các sếp có thể đánh giá được đúng năng lực của em và cho em cơ hội để được đồng hành cũng như là phát triển bền vững với công ty. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Bảo Nhi, một cô gái rất tự tin. Còn bây giờ sẽ là một chàng trai với rất nhiều các danh hiệu.
Vâng, xin mời Tuấn Sang. Kính chào các sếp, MC Thành Trung và quý vị khán giả. Em tên là Trần Tuấn Sang, là một người con của Sài Gòn. Nghỉ học, start up và thất bại thì đó sẽ là câu chuyện của Sang. Khi còn là sinh viên đại học, Sang đã từng gap year để start up với anh trai. Tuy nhiên rất tiếc dự án đó không thành công. Sang làm marketing đến nay đã được 5 năm, đã từng có kinh nghiệm phát triển một nhãn hàng máy ảnh quốc tế lớn vào Việt Nam và cũng từng đóng góp để đưa một nhãn hàng cà phê lớn từ Việt Nam ra quốc tế. Được đánh giá là nhân viên hạng A tại một tập đoàn cà phê lớn nhất Việt Nam, Sang đã giúp doanh số quốc tế tăng trưởng 120% trong năm 2020 và tiếp tục tăng trưởng gần 200% trong giai đoạn bình thường mới năm nay. Do đó, em tự tin có thể giúp thương hiệu của các sếp Go Global, hoặc nếu các sếp cần một người có kinh nghiệm chinh chiến với các tập đoàn quốc tế lớn tại Việt Nam, thì em sẽ là lựa chọn của các sếp. Rất hấp dẫn và đáng chờ đợi. Bây giờ sẽ là câu hỏi. Bạn có đồng ý với quan điểm khi còn trẻ, hãy kiếm thật nhiều tiền? Bây giờ là lúc tôi sẽ tiến tới các bạn. Người lấy được que thăm ngắn hơn, người đó sẽ là người phải trình bày trước. Và ưu tiên phụ nữ, lady first. Rồi, và như vậy là bạn Sang lấy được que thăm ngắn, bạn sẽ là người trả lời trước. Anh thấy Sang là rất tự tin. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Quan điểm của em về cái câu hỏi này là ta có một câu như thế này: làm mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không làm, bán rẻ tương lai. Và theo em, nghệ thuật ở đây chính là sự cân bằng. Thì ở đây chẳng hạn như nói về hai thái cực. Thái cực thứ nhất là những người tôn sùng công việc. Thì chúng ta trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi thì chúng ta phải làm việc thật là nhiều, để sau đó chúng ta dành dụm, chúng ta có được một cái khoản tiết kiệm. Trưởng thành, chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ không hối tiếc lại một cái quãng đời tuổi trẻ. Và cái quan điểm tiếp theo của em là có một câu nói như thế này là đừng ngại từ bỏ những điều tốt. Vậy là thời gian đã hết. Bây giờ sẽ là phần dành cho bạn Bảo Nhi. Dạ, xin chào các sếp. Thì với cái quan điểm trên thì em có đồng ý nhưng không hoàn toàn đồng ý. Cho nên là nếu như bạn đang trong một cái môi trường hoặc là đang có nhu cầu để mà kiếm tiền thì cái việc mà những bạn trẻ thôi thúc để mà kiếm tiền đó rất đúng. Cái thứ hai là về năng lực. Năng lực thì nó sẽ đi đôi với lại số tiền mà bạn kiếm ra. Khi mà bạn có một cái năng lượng tốt, bạn sẽ có một vị trí tốt, chứng tỏ bạn cũng sẽ có nguồn thu nhập tốt, những phúc lợi và chính sách của công ty dành cho bạn cũng tốt. Em xin cảm ơn ạ. Bây giờ các bạn sẽ có 90 giây để phản biện lại câu hỏi của đối phương, một câu hỏi duy nhất. Bạn Nhi sẽ là người có quyền đặt câu hỏi trước dành cho bạn Sang. Mình xin được phép đặt câu hỏi với Sang là Sang nói là học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì bỏ lỡ tương lai. Xin lỗi, mình nói là làm mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Thì mình đang không hiểu cái phần phân tích của Sang cho cái những cái mục đích ví dụ của Sang về cái câu thành ngữ đó. Mình không thấy rõ được là Sang có đồng ý hay là không đồng ý, hay là đồng ý hoàn toàn với quan điểm trên. Sang có thể giải thích rõ hơn về cái câu nói của mình không? Theo mình thấy cái vấn đề của bạn là bạn đặt một cái hệ quy chiếu lên tất cả mọi người. Cho nên cái quan điểm của mình ở đây đó là sự cân bằng mới là nghệ thuật. Và cái quan trọng là mình phải xác định được cái mục tiêu sống của mình là gì. Mục tiêu sống của mình có phải là tiền bạc, vật chất hay là những cái giá trị khác. Cho nên chúng ta phải luôn chấp nhận đánh đổi và đừng ngại từ bỏ những cái điều tốt đẹp để đi đến những điều tuyệt vời hơn. Thật ra mình đồng tình với bạn khoảng 7 phần. Nhưng 93 phần còn lại thì mình không đồng ý. Thì nếu như một người đã dành cả quãng đời thanh xuân để mà làm lụm kiếm tiền và chẳng hạn tới năm 28, 30 tuổi họ phát hiện họ bị một căn bệnh gì đó, thì có phải là những cái dự định trong tuổi trẻ đến bây giờ đã quá muộn rồi không? Mình xin trả lời cái câu hỏi của bạn Sang ha. Thì cảm ơn là 7% của bạn đã đồng tình với mình. Thứ nhất, mình không đánh quy được tất cả mọi người là đi theo đuổi vật chất, tiền bạc. Mình đang nói là họ phải sống hết mình, sống với mục đích hiện tại của họ ngay tại cái thời điểm đó.
Nếu như họ đang có nhu cầu về tiền, họ chắc chắn sẽ kiếm tiền ở một thời điểm nào đó, họ đủ cái số tiền mà họ mong muốn họ có được. Tại vì không có một ai là hoàn hảo, hay là cũng không có một ai là có thể cân bằng được cái nghệ thuật cuộc sống như bạn. Hai bạn kiếm tiền để làm gì? Anh không hỏi là tiền nhiều để làm gì, anh hỏi các bạn là kiếm tiền để làm gì. Mỗi người có thể share quan điểm của các bạn. Nào, sang trước. Theo sang, em kiếm tiền để làm gì? Nghĩ đến tiền mà phải nghĩ lâu thế à? Anh nghĩ là các bạn trẻ mà nhắc đến tiền là phải nghĩ nhanh chứ. Tiền mà nghĩ lâu như thế thì là tiền nó lâu về với mình lắm đấy nhá. Anh là em, anh sẽ chờ, em sẽ dành tiền để mua lại PNG. Đấy, đơn giản đấy. Thực tế là em chưa có tiền. Cho nên tiền nhiều mình sẽ đi đầu tư. Mình có thể start up và có thể đầu tư chứng khoán, hoặc là có rất là nhiều hình thức đầu tư. Thì cái câu chuyện của em start up một lần và em thất bại. Tuy nhiên em chưa bao giờ từ bỏ cái con đường đó. Em thất bại, em trở lại trường đại học và em hoàn thành tấm bằng. Sau đó em sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Em xin trả lời câu hỏi của sếp Thông ạ. Hiện tại em thật sự là không có nhiều tiền, nhưng mà em có tiền. Và em dành cái khoản tiền đó để mà trang trải cuộc sống của em, cũng giống như là những cái phần trăm khác cho những cái nhu cầu của em, để mà em có thể tận hưởng và enjoy cái cuộc sống này. Tuy nhiên là để mà tận hưởng cuộc sống không á, thì nó cũng không đáp ứng về lâu về dài cho em. Thì em cũng có đồng quan điểm với lại bạn Sang là em sẽ sử dụng một số tiền trong phần trăm cái số tiền mà em có á, để mà em có thể đầu tư hoặc là kiếm thêm một cái khác để mà em tăng cái nguồn thu nhập của mình. Em xin cảm ơn ạ. Anh muốn hỏi Sang rõ hơn về cái startup mà em nói em làm cùng với anh trai ấy, thì có thể ngắn gọn cho anh biết cái nguyên nhân thất bại ở đây là gì không? Dạ, nguyên nhân thất bại thì thứ nhất đó là em quá cầu toàn. Em đã muốn cái bao bì sản phẩm đó thật là bắt mắt, thật là tốt, thật là chất lượng. Nhưng mà em đã thất bại trong cái câu chuyện là tối ưu chi phí. Cái thứ hai nữa là em thất bại trong việc lắng nghe khách hàng. Là em phải bán những gì khách hàng cần, chứ không phải em bán những gì khách hàng có. Rồi, bởi vì anh muốn hỏi sâu cái này là do cái lập luận ban đầu của em là cân bằng giữa chơi và kiếm tiền, đúng không? Chơi và làm, thì anh chỉ có cái lời khuyên trong cái vấn đề này thôi. Tức là nếu mà đã start up thì em phải chấp nhận chọn một trong hai, không thể mà cân bằng được đâu. Start up để mà thành công là phải bỏ 200, thậm chí 300% thời gian, mà chắc chắn phải đánh đổi, phải hy sinh, chứ không có cái chuyện lúc đó vừa kiếm tiền vừa start up mà lại vừa chơi. Thì chắc chắn là tại sao anh hỏi nguyên nhân thì có thể nó đang logic với cái quan điểm của em, tức là start up nhưng vẫn phải cân bằng giữa việc chơi và cái việc làm thì là khó. Anh có chia sẻ như vậy. Em thực ra mới làm start up một lần mà thất bại thì hóa ra cũng cùng một quy luật rất là vĩ đại, tức là khi làm start up mà thất bại thì người ta sẽ trở thành những triết gia. Anh hơi ngạc nhiên là một nhân viên hạng A cả hai năm 2020, năm nay cũng rất là tốt, thế mà em lại đi xin việc khác. Thôi em không cần trả lời câu hỏi đấy, đây là nhận xét thôi. 25 tuổi chưa gọi là thất bại, em chưa hiểu rõ mình là ai và em cũng chưa hiểu rõ em muốn gì. Cho mình hỏi bạn Bảo Nhi. Dạ. Nếu bạn có hai offer tương đương, bạn sẽ chọn vào tập đoàn lớn, công ty lớn, mọi thứ đã sắp đặt, hay bạn chọn một công ty nhỏ mà bạn trong tương lai bạn sẽ trở thành cổ đông và bạn sẽ xây dựng nó thành lớn hơn, và sau 10 năm bạn nhìn lại là mình đã đóng góp vào xây dựng công ty lớn này? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của sếp Dũng ạ. Thì nếu như mà có hai vị trí ở hai công ty mà offer cho em, dựa trên cái mục đích hiện tại của em thì em sẽ chọn một cái công ty nào đó có phù hợp với em hơn về năng lực của mình, cũng giống như là những chính sách của công ty phù hợp với những nhu cầu em mong muốn. Tại vì nếu như mà bước vào một công ty nhỏ mà
Thứ nhất là việc trách nhiệm của em nó quá lớn, nó vượt xa khỏi cái năng lực mà kỳ vọng của các sếp hoặc là những người cùng đồng hành với em trong thời gian sắp tới á, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không có đóng góp những cái giá trị tốt cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng không tạo ra được những cái giá trị cho mình từ mà việc mà tuyển dụng em. Cho nên là em sẽ chọn cái công ty phù hợp với lại cái năng lực của mình, lương bổng cũng như là chính sách ạ. Vâng, đó là những câu hỏi của các sếp dành cho hai ứng viên của chúng ta. Bây giờ sẽ là phần rất đặc biệt, thưa quý vị. Chúng ta sẽ có 6 phiếu đến từ 6 sếp và có một phiếu thứ 7 thuộc về tôi. Kết quả đã có. Ngay sau đây chúng ta sẽ biết ứng viên nào sẽ đến với vòng tiếp theo. Xin mời. Như vậy là chúng ta đã có số điểm 6/7 thuộc về Dương Bảo Nhi. Xin được chúc mừng. Và người sẽ chia tay chương trình của chúng ta ở đây đó chính là bạn Tuấn Sang. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Trước khi chia tay, em sẽ nói điều gì với các sếp ở đây? Đây là một cơ hội để em có thể gặp các sếp lớn như vậy, và cũng là một bài học thất bại nữa. Em còn cơ hội ở vòng ngoài với anh. Tuyệt vời ạ. Và biết đâu đó đây sẽ là một cơ hội để em khẳng định được mình và để đánh giá được đúng mình. Hy vọng rằng em sẽ tận dụng được cơ hội này để trưởng thành. Cảm ơn em rất nhiều. Cô gái này liệu có chinh phục được các sếp hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo được mang tên Chinh Phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Cơ Hội Cho Ai mùa thứ 3. Chúng ta đang đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Chinh Phục. Trước mắt tôi lúc này đang là một chiếc vali, và trong chiếc vali này, ứng viên của chúng ta, bạn Bảo Nhi, sẽ đưa ra mức lương kỳ vọng của mình. Và mức lương này sẽ chỉ có bạn và tôi biết. Bây giờ mời bạn. Rồi, hãy ấn gửi. Vâng, mức lương của bạn đã được gửi về cho chương trình. Bây giờ tôi sẽ đóng vali lại, đảm bảo cho cái tính khách quan cũng như bảo mật của nó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đứng ra kia chinh phục các thử thách của các sếp để lấy được mức lương cao hơn như thế này thì là quá tốt. Mời em. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ bấm đèn vàng trước. Tôi hy vọng là sẽ chuyển đường sang màu xanh. Cho anh hỏi, tiền bạc thì không mang lại hạnh phúc, mà là số lượng của tiền bạc mới mang lại hạnh phúc. Vậy thì số tiền lớn nhất mà em đã tìm được, đã kiếm được là bao nhiêu? Dạ, cho đến năm em 25 tuổi thì số tiền em kiếm cao nhất là 35 triệu trong một tháng. Rồi, là... cảm ơn em. Dạ. Okay, em gây áp lực cho cả tất cả các sếp rồi. Em đang gợi ý mức lương của mình ác quá. Vâng. Anh muốn hỏi thêm em là giữa digital marketing với tổ chức sự kiện thì em thấy em phù hợp với cái mảng nào hơn? Em cảm ơn câu hỏi của sếp ạ. Thì trong cái quá trình em làm việc á, thì em được luân phiên hai mảng để mà bổ trợ cho cái dịch vụ em làm truyền thông với lại sản phẩm. Thì nếu mà nói về điểm mạnh của em á, thì em sẽ lên kế hoạch truyền thông nó cũng như là sáng tạo nội dung trên nền tảng trực tuyến, hơn là về những cái khâu lên kế hoạch cũng như là chuẩn bị cho những cái buổi activation hoặc là sự kiện, cũng như là em cũng không có nhiều trải nghiệm cho cái tổ chức sự kiện lớn, thì em chỉ có được những kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm ở những sự kiện vừa và nhỏ. Em đang tìm kiếm gì cho sự nghiệp của em? Hành trình mà trong 3 năm, 10 năm hay 5 năm tới á, thì em muốn hướng đến em là một CMO. Em hiểu gì về B&G, hiểu gì về ngành trang sức? Anh thấy em cũng có đeo nhẫn trên tay. Dạ chính xác, nhẫn này là của B&G. Ok, thank you em. Dạ. Ở B&G á, em thấy được một cái sự gọi là giao thoa. Nó không tập trung quá nhiều, ví như là một sản phẩm á, sẽ tập trung một đối tượng duy nhất để mà kể nên cái câu chuyện của cái sản phẩm đó. Thay vì trước đây á, em thấy là các người mẫu chỉ đeo cái trang sức lên mình thôi, không có một cái câu chuyện đằng sau nó nhiều. Nhưng mà gần đây thì em tiếp cận được với B&G nhiều hơn thông qua những cái truyền thông chuyển đổi á, là đưa những cái thông điệp rõ ràng hơn, câu chuyện nhiều hơn và với bạn trẻ như em. Yeah.
Cảm ơn ạ. Hồi nãy anh thấy em chia phần trăm, anh không biết bao nhiêu phần trăm trong đó sẽ dành cho BNG. Hồi nãy giờ chị đang thấy em có một cảm tình rất là đặc biệt đối với sếp Thông, đúng không? Dạ, em có cảm tình hết với 6 sếp ngồi đây luôn ạ. Em thật là một người có kỹ năng đi xin việc đấy. Riêng cái câu trả lời vừa rồi là được cộng điểm rồi, đúng không? Nụ cười ánh mắt dành cho ai thì không biết, nhưng lời nói luôn luôn là phải làm hài lòng tất cả. Vâng, như vậy là chúc mừng hai đèn xanh, sếp Tiến, sếp Thông và bây giờ thêm sếp Lê Hùng Anh nữa. 3 đèn xanh, 4 đèn xanh, 5 đèn xanh. Vâng, như vậy là đúng như tôi dự đoán, sếp Thuấn sau khi đã có bạn sang thì không tha thiết lắm. Nhưng 5 sếp còn lại đã đưa ra 5 đèn xanh. Xin được chúc mừng Bảo Nhi. Thưa quý vị, với việc có 5 đèn xanh, 5 sự ưng ý của 5 sếp trong số 6 sếp đang ngồi tại trường quay, thì Bảo Nhi của chúng ta đã đầy đủ điều kiện để đến với vòng cuối cùng được mang tên Cơ hội cho ai. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Cơ hội cho ai mùa 3, và đây là vòng 3 của chương trình. Đây là một vòng rất đặc biệt khi ứng viên của chúng tôi sẽ đứng cạnh tôi để lắng nghe phần offer đưa ra mức đãi ngộ từ phía các sếp. Đầu tiên là vị trí, sau đó là mức lương. Tôi nghĩ thế này đấy, bạn còn rất trẻ, 25 tuổi là tuổi vô cùng trẻ. Và bạn hãy làm cho một môi trường toàn những chàng trai trẻ. Vâng, vì là về những chỗ chị Nga thì tuyệt vời lắm, nhưng mà chỗ đấy toàn các cô gái đẹp và trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả bạn nữa. Thế thành ra về chỗ tôi lại toàn các chàng trai trẻ, tận 7.000 chàng trai trẻ, học công nghệ, học kỹ thuật, thu nhập tốt. Mình thì phản đối lại ý kiến anh Tiến một chút. Vì em đi tìm việc làm trong môi trường nào em cảm thấy thoải mái, chứ không phải em vào môi trường để kiếm chồng, đúng không? Và nếu lấy chồng rồi rất khó làm việc cùng một nơi với nhau. Nên nếu em chọn cái này sẽ rất khó, hoặc em phải nghỉ việc, hoặc chồng em phải thay đổi công việc. Tập đoàn FPT thì hiện giờ là có 43.000 người. Vâng. Thế hình như anh Dũng yên tâm, việc mà vợ chồng làm cùng công ty là bình thường lắm. 43.000 người thì làm thoải mái, lấy nhau cũng chẳng nhìn thấy nhau đâu. Em 25 tuổi và chưa có gia đình. Và lập gia đình cũng rất là quan trọng, nhưng mà sống với đam mê, sống với cái khát khao của mình á, còn quan trọng hơn. Bởi vì nếu em đạt được cái khát khao ấy, cái đam mê ấy, thì em sẽ có người đàn ông phù hợp, đúng không? Cho nên mà chắc là ở đây chị biết em yêu cái đẹp mà, cho nên chắc chắn là em sẽ yêu chị Lưu Nga rồi, đúng không? Vấn đề bây giờ là chị Lưu Nga đưa ra mức đãi ngộ như thế nào? Bây giờ mình cứ nói bằng lời đi, đầu tiên là lương đi, theo em nghĩ là lương đi. Chị nghĩ mức lương của em từ khoảng 10 đến 12 triệu. Như bên anh hoặc bên chị Lưu Nga, toàn các bạn trẻ, và chắc chắn chứ không phải có thể sau 1 năm 2 năm em sẽ nhận được cổ phiếu ưu đãi, em thành cổ đông của công ty giống như các bạn nhân viên của DS Food hiện nay. Và anh nghĩ là nhiều khi công ty nhỏ lại trả lương cao hơn vì công việc nhiều hơn, và cái sự phát triển nó cũng nhanh hơn vì em phải làm nhiều việc, em có nhiều cơ hội hơn. Hiện tại là công ty anh là kinh doanh là chủ yếu tại thị trường nước ngoài, và trong đó cũng rất một ít, rất ít khách hàng tại Việt Nam. Anh định để cô gái này ở vị trí nào? Thì mình muốn đưa bạn vào vị trí là chuyên viên marketing online. Và lương dạ con số rất quan trọng, em nó đang chờ con okay. số. Và lương à, và lương anh sẽ offer cho em at least minimum là khoảng 16 triệu trở lên, thấp nhất khoảng tầm khoảng 10-14 tháng lương. Đấy đấy này, trong nụ cười này bắt đầu có cảm giác là bớt yêu cái đẹp rồi đấy. Là cái đẹp là bên chỗ, cái đẹp hiện nay là 12 triệu mà cái bớt đẹp là 16 triệu đấy, mà là ít nhất đấy, đấy thấy không, đấy khác hẳn rồi đây này. Tiền nó cũng đẹp đúng không? Cái mà anh quan sát ở em là một cái tiềm năng, những cái cảm của em về marketing, cái cảm của em về cái đẹp, và một cái passion cho câu chuyện em đi lâu dài. Chính vì vậy mà cái nó offer cho em là về vị trí thì đó là liên quan tới chuyên viên trade marketing. Về mức lương thì mức lương chung của bên anh cho cái vị trí này nó khoảng từ 12 triệu tới 15 triệu. Cái quan trọng hơn là câu chuyện của những cái benefit. Thông thường ở BNG, nếu em là nhân viên xuất sắc thì em sẽ không nhận dưới 16 tháng lương một năm.
Anh quên mất là lúc nãy anh offer vụ vụ bạn trai, anh quên mất chưa offer vị trí công việc. Bây giờ mới chợt nhớ ra việc đấy. Xin lỗi. Vị trí mà bọn anh định offer cho em là cũng là marketing, nhưng mà bây giờ ai lại nói đến trade marketing, các thứ brand marketing. Anh offer em là chuyên gia về digital marketing. Em sẽ nhìn thấy con số đủ ấn tượng. Vâng. Như vậy là anh Tiến, anh ấy muốn giấu cái con số này. Con số cụ thể là bao nhiêu? Chúng tôi xin được mời các sếp ạ, hãy nhập con số cụ thể cũng như vị trí công việc mà các sếp dự định dành cho cô gái này. Thời gian dành cho các sếp bắt đầu. Trước khi biết mức lương và vị trí chính thức mà các sếp dành cho ứng viên Bảo Nhi, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với mức lương kỳ vọng mà Bảo Nhi đã ấn vào vali và gửi về cho chương trình. Xin mời ạ. Mức lương kỳ vọng không quá cao, 13.500.000. Đây là một mức lương mà gần như các sếp đã offer một cái mức cao hơn. Chị Lưu Nga, chị nói 12.000.000 thôi, nhưng kiểu gì anh biết là cũng cao hơn. Nào hãy cùng xem các sếp đã đưa ra mức đãi ngộ như thế nào. Xin mời. Sếp Lưu Nga, vị trí chuyên viên marketing, mức lương 12.000.000. Như vậy là giữ nguyên với những gì mà chị Nga đã nói. Và đương nhiên mức lương này thấp hơn với mức lương kỳ vọng. Sếp Lê Chí Thông, 14.999.999 đồng. Vâng, những con số 9. Anh Thông rất thích những số 9, nó đảm bảo cho sự bền vững. Và vị trí đó là chuyên viên Digital Marketing. Sếp Nguyễn Trung Dũng, vị trí chuyên viên Marketing, mức lương 18.000.000. Một mức lương cao hơn mức lương kỳ vọng rất nhiều. Sếp Lê Hùng Anh, vị trí là chuyên viên Digital Marketing, 16.669.000. Một mức lương nữa cao hơn mức lương kỳ vọng. Sếp Hoàng Nam Tiến, vị trí Digital Marketing, mức lương 16.789.000. Cao hơn kỳ vọng. Những tất hơn 3.000.000 cơ. Và đây anh nghĩ rằng là một trong những số lần ít ỏi trong chương trình mà sếp Hoàng Nam Tiến thích thú với một ứng viên. Bây giờ thì nếu em đã có trong đầu mình là hai sếp nào thì em có thể lựa chọn ngay. Mời em. Em xin cảm ơn các sếp với cái offer mức lương cho em ạ. Cái sự lựa chọn của em là sếp Thông và sếp Tiến ạ. Sếp Thông và sếp Tiến. Chúng ta nhìn thấy ở đây sếp Thông không phải là người đưa ra mức lương cao nhất. Sếp Tiến cũng vậy. Nhưng ở đâu đó thì Bảo Nhi đã có những cái sự tính toán trước rồi và tự thấy mình phù hợp với con đường nào. Em có quyền hỏi xem vị trí của mình là gì trong công ty để đưa ra quyết định cuối cùng. Em có một câu hỏi dành cho sếp Tiến hả? Em muốn hỏi là mình đang muốn tập trung và phát triển vào cái dịch vụ như thế nào thuộc của FPT khi mà em về làm ạ? Chúng tôi đang có dịch vụ truyền hình. Và bây giờ chúng tôi không chỉ muốn là chỉ truyền hình không, mà chúng tôi muốn triển khai các dịch vụ ở trên đấy. Ví dụ như là shopping online, ví dụ như là thanh toán điện tử, ví dụ như là giải trí, ví dụ như là khám bệnh. Và những người như các bạn, trẻ như các bạn mới phù hợp. Thế hệ chúng tôi nghĩ ra được nhưng mà chúng tôi không biết làm thế nào. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Em có một câu hỏi dành cho sếp Thông ạ. Là cái vị trí công việc hiện tại của em á, thì em sẽ thiên về phát triển trên cái nền tảng nào trong cái nền tảng digital marketing ạ? Thật ra cái mà anh offer cho em nó rộng hơn, như khi nãy anh nói nó là trade marketing, trong đó digital chỉ là một phần trong tổng các kênh. Chúng ta sẽ thấy rằng nó là một cái kết hợp giữa online và offline, nó là một cái omni retail, nên chúng ta có hoạt động, những cái hoạt động liên quan tới digital, những hoạt động liên quan tới social, nhưng mà đó chỉ là cái vị trí đầu tiên của em. Dạ, em quyết định luôn.
Tôi muốn nói lại là chữ 6, 7, 8, 9 là san bằng tất cả. Mức lương, có một cái ngụ ý gửi cho em là con đường của em sẽ lên thác xuống gạch. Em sẽ thấy là đi từ 09 rồi lại 09 rồi nó mới end up ở đỉnh cao 99. CMO, cái chức mà em nghĩ đến, Chief Marketing Officer của tập đoàn FPT, là một bạn 32 tuổi. Vâng, chỉ hơn em rất ít tuổi. Thì anh lại thấy là anh với em cũng có nhiều điểm chung chung, bởi anh cũng đang đi tìm cái đẹp và phục vụ cho cái đẹp. Và bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng của ứng viên, lựa chọn doanh nghiệp và sếp nào để đầu quân. Em vẫn mong muốn là có thể được giữ cái sự lựa chọn của mình. Dành cho sếp Thông à. Cảm ơn em. Chúng tôi xin được chúc mừng sếp Lê Chí Thông và Bảo Nhi. Chúng tôi mời quý vị đến với một phần quan trọng và ý nghĩa nhất của chương trình. Đó chính là nghi thức ký kết thỏa thuận của doanh nghiệp đối với ứng viên đã đến với Cơ hội cho ai. Và chúng tôi xin được mời sếp Thông cùng với Bảo Nhi sẽ cùng đặt tay lên vali để chính thức bắt đầu với thỏa thuận và ký kết chốt deal. Xin được chúc mừng. Mình cũng rất là vui khi mà các sếp đã đánh giá được năng lực của mình. Mình chọn sếp Thông vì mình thấy là môi trường của BNG là một môi trường phù hợp với để cho mình phát triển. Cộng với lại là mình thích cái môi trường làm việc đó, mình sẽ có nhiều cái cơ hội cũng giống như là phát triển hơn. Sự gập ghềnh trong công việc chắc chắn sẽ có, khó khăn đương nhiên luôn luôn xuất hiện, nhưng nỗ lực và bằng sự hướng dẫn tận tâm của những người đi trước, chắc chắn Bảo Nhi sẽ có cơ hội trong công việc để có thể phát triển và thăng tiến. Một lần nữa chúc mừng em, chúc mừng sếp Thông. Và chúng tôi nói lời cảm ơn với các quý vị khán giả đã luôn luôn yêu mến và chờ đợi Cơ hội cho ai. Hãy nhớ chúng tôi sẽ quay trở lại vào tuần sau vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như mà cơ hội sẽ không tìm đến mình thì hãy tạo ra nó. Con người mình thì không ai hoàn hảo hết, ai cũng sẽ có một cái lúc mà mình phạm sai lầm. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Cái này nó nên là sự tự nguyện giữa hai bên à, chứ nó không phải là một cái điều bắt buộc. Chúng tôi mong là sẽ có đèn xanh nhiều nhất. Chính xác rồi, 6 đèn xanh. Cái cộng cộng này mới là cổ phiếu, còn cái cộng cộng này là đồng hương. MC Thành Trung không nhắc đến đồng hương nữa nhé, vì cảm xúc nó ùa về một cái là mất lợi thế của các sếp khác. Em cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu thời gian. Anh Dũng anh trả lời xong thế này, anh Chí không biết trả lời thế nào đây này. Nếu như em muốn về với chị thì chắc chắn là em sẽ có một cái cơ hội để thể hiện bản thân mình rất là khủng khiếp. Tùy em lựa chọn. Cái câu tùy em lựa chọn có vẻ đanh thép hơn mọi khi thưa quý vị. Cơ hội cho ai? Full Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.